Hello, chào anh em. Có một bạn thắc mắc là nguyên lý hệ thống đề của Exeter 150 đúng không? Bây giờ mình sẽ giải thích nhanh gọn cho anh em dễ hiểu ha. Thì đây là bộ cho bạn em, đây là bộ dây của Exeter 150 mod cho 4 số. 150, 150 đời 25, 28 đến 29, 20 cũng như nhau thôi, không có khác gì đâu. Nguyên lý cũng vậy. Thì bây giờ mình giải thích dễ hiểu. Thì khi cái dây zin của Exeter 150 á thì cái 6 dây này nó sẽ dính vào đồng hồ ha. Đây là dây chạy lên đồng hồ. Và cái đồng hồ của 150 hay 135 á đều có một dây sao trong năm cái bóng đèn á, năm sáu cái bóng đèn mo 1 2 3 4 5 á thì đều có nguồn sẵn hết rồi, có nguồn dương sẵn hết rồi, nó chỉ cần trở về mét thôi ha. Đó, nó chỉ cần trở về mét, và 6 dây này sẽ là dây mét để chạy về cái lốc máy. Đấy, thì đây là 6 dây, đây là cái giắc chạy xuống cái phần báo số ở dưới cái lốc máy á. Thì cái lốc máy khi mà anh em đạp số mò, số 1, số 2, số 3, số 4 á, là nó có nguồn chạy lên cái bóng đèn, xong rồi chúng mình từ cái dây này nó chạy mét là chạy về lốc máy ha, là nó sẽ sáng bóng đèn thôi, rất dễ hiểu. Và khi mà nó câu thêm diode vậy có nhiệm vụ làm gì, bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em dễ hiểu ha, và nó có liên quan tới hệ thống đề của mình luôn. Rồi khi mà bị diode này bị thủng mà bị hư hay là bị gì đó là nó có liên quan tới cái phần đèn trên đồng hồ hoặc là liên quan tới phần đề. Rồi thì anh em nhìn sơ đồ đây ha, đây là cái mat lock này, là jack này, đây cái phần jack, nói chung là mình vẽ đại, có cái phần này chạy đồng hồ đây này, đây chạy đồng hồ. Thì cái thằng zin của 150 thì 6 cái này nó dính vô cái jack mà jack đồng hồ màu ghi màu xám xám á, đó. Thì bây giờ mình tách nó ra rồi, mình mod thì mình đã tách nó ra rồi ha. Đó thì nó có 6 dây, trong 6 dây này là trắng, hồng, vàng, sọc trắng, xanh, sọc trắng và xanh dương. Cái dây xanh da chờ này, chứ dây chờ và đỏ sọc trắng là dây số 5, trên đây dây xanh da chờ này là dây đèn mo, và chạy lên đây cũng là dây đèn mo xanh sọc trắng, nhưng mà nó không có chạy thẳng đây một mặt lên đây đèn mo ha, mà nó chạy qua con diode này, có nghĩa là dây chạy từ số lên, không từ báo số lên, chạy qua con diode này, xong từ cái dây này cũng chạy qua đây, có nghĩa là nó cũng thông ấy, nhưng mà nó có sự liên kết kiểu như nó làm vậy để nó có liên quan tới hai dây này nữa, có sự liên kết với hai dây này nữa. Thì mình sẽ giải thích sau ha. Đó, giải thích cho anh em dễ hiểu. Đây, nhìn sơ đồ này mình vẽ rồi nè. Đó thì dây xanh ta trời này á là đây chạy vô diode, đây là chạy vô cực âm của diode ha. Mình có nói hôm bữa là dây cathode và anode, đầu anode và cathode. Thì anh em nhìn cái đầu nó có cái dấu cộng này, nó là đầu anode ha, còn đầu còn lại sẽ là cathode. Thì đầu cộng này là đầu dương ha. Đó, thì cái con diode này á nó sẽ cho nguồn chạy từ đây qua đây. Chứ khi mà chạy ngược lại á, từ đây từ cực âm qua cực dương á, nó không cho ha, nó chỉ cho chạy từ một chiều thôi, từ cực này qua cực này. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em dễ hiểu. Thì hai cái dây xanh này sẽ là hai cái dây này. Đây này, đó, thì nó chạy vô cực âm. Còn cái dây còn lại là đầu dương á, là sẽ là hai dây này. Rồi thì hai cái dây đầu dương này á là một dây đỏ sọc đen, nó sẽ chạy qua cái nút đề, nó chạy lên nút đề ha. Đây anh em, chạy lên nút đề. Còn dây còn lại xanh sọc trắng này á sẽ chạy về củ đề, cái rò le đề. Và dây dương sau khóa này á là dây nguồn, bật khóa lên là có nguồn luôn. Là còn dây này còn lại là dây mét để nó cấp cho cái cuộn dây trong rò le đề. Thì cái này giống như là nó tạo một cái 500 á, thì khi mà mình có nguồn này nó mới thành 500, thì nó hít cái tích điểm này xuống, nó cho nguồn chạy từ ắc quy thẳng vào cốc đề luôn. Đây, nguồn từ ắc quy này chạy thẳng qua này, đấy, chạy thẳng về cốc đề luôn, thông qua cái tích điểm của rò le ha. Đó, nó liên quan tới phần đề. Thì một dây còn lại là anh em biết rồi đúng không, chạy lên đề, nút đề rồi chạy về, một dây còn lại thì chạy về rò le đề. Còn dây thứ hai từ cái con diode này ra á, là cực dương nha, là nó chạy lên cái tay côn của mình, nó sẽ là dây màu xanh sọc đen. Và dây xanh sọc đen này lên tay côn mình nè, anh em thấy không, từ cái dây còn dây thứ hai là dây đen là dây mát ha, màu đen là mát của Yamaha đó. Đây mình ký hiệu này mát này, anh em thấy không ha, ok ha. Thì khi mà mình đạp số 1, số 2, số 3, số 4 hoặc số 5 thì cái cọc mét, cái dây này này, cái dây 1, 2, 3, 4, 5 này này, nó chạy thẳng về mét rồi lên đồng hồ, có nghĩa là nó cấp mét trực tiếp cho cái bóng đèn 1, 2, 3, 4, 5 trên đồng hồ luôn. Và dương thì luôn có rồi đúng không, đó thì nó sáng bóng đèn 1, 2, 3, 4, 5. Còn cái thằng mo thì nó lại khác một chút. Khi mà anh em đạp số mo thì anh em bấm đề bình thường, không cần phải bóc côn đúng không. Đó,
còn khi mà anh em một đạp 1 2 3 4 5 là không có liên quan đến con diode này ha, không bộ phận này hết, nên là bắt buộc mình bấm đề là phải, một là mình bóp côn, hai là mình để mo. Là tại sao? Là thứ nhất là nếu mình để mo đây nó có nguồn là cái hàng, đây là cái dây nâu này đúng không, đây là dây nâu này, đây là dây, nó là dây nâu này chạy lên cái con cuộn dây trong rà le, và dây mét còn lại là nó đi lên nút đề, từ nút đề nó chạy qua diode, là có nghĩa là cái con diode này này nó chạy, nó cho một chiều, nó chạy từ dương sang âm thôi, nó không cho chạy ngược lại. Thì khi mà mình bấm đề á, là có mét chạy từ đây chạy về lốc máy, đó là bấm đề bình thường. Còn khi mà đề 1 2 3 4 5 á là nó không có mo, không có dây mét cấp cho cái dây xanh sập trắng này, xanh sập trắng này anh em thấy không, thì bắt buộc là mình phải bóp côn, là nó đi như thế nào, là đi như vậy này, đấy, đi qua cái nút đề, bấm đề nha, đi qua nút đề xong đi từ dây này, có nghĩa là từ cái dây này này đi thông qua dây này đi về này, thì thông qua dây này, hai dây xanh này này nó thông với nhau, đó, xanh này thông với nhau đi về cái nút đề, đi về mét là nó có mét, lấy mét từ đây cấp cho cái hàng rõ lê đề thì mình mới đề được, thì nó cũng hút chích điểm này xuống thì mình mới đề được ha. Bình thường đó là có số đó là lý do tại sao mà khi mà mình để số 1 2 3 4 5 thì mình bắt buộc mình phải bấm bóc côn là đề. Còn ví dụ như trường hợp mà đi ốp nó bị thủng, bị hư hay là bị thủng á, là trường hợp đi ốp bị thủng thì có nghĩa là nó không cho hai cái đầu này thông với nhau, không thông với nhau luôn, là đầu này đầu dương về đầu âm cũng không thông, mà âm về dương cũng không thông, nó gọi là bị thủng. Trường hợp này đi ốp bị thủng là mình chỉ có bóp côn mình đề được thôi nha anh em. Khi mình rút cái con diode bỏ luôn á là mình bóp côn mình đề bình thường. Nhưng mà khi mà mình đề nền mo là mình sẽ không bấm đề được nha. Mình đề mo mình sẽ không bấm đề được. Đó, hiện tượng là diode bị thủng. Cái hiện tượng thứ hai là diode nó bị thông, là từ âm là qua dương cũng thông, mà dương là qua âm nó cũng thông luôn. Là có nghĩa là nó thông cái chiều ngược lại của diode á. Thì khi mà nó thông như vậy là khi mà mình bóp côn là nó sáng nền mo. Có nghĩa là mình đang để số 1, số 2, số 4, số 5 mà mình bóp côn là đúng nguyên tắc là mình bóp côn mình đề đúng không? Khi mà mình bóp côn như vậy cái đèn mo nó sẽ thông, là tại sao? Là đèn mo sẽ sáng chứ, đèn mo sẽ sáng. Ở trên đèn mo này nó luôn có nguồn dương tiếp điểm cho nó trên cái bóng đèn trên này đúng không? Khi mà nó thông chiều ngược lại á, là nó có cái nguồn này này, nó có cái nguồn mét chạy về đây, chạy về cái thằng tay côn của mình á, chẳng hạn mình tay côn, nên nó làm cho đèn sáng cả đèn mo và cái đèn số mà mình đang để số luôn anh em hiểu không? Đó là nó bị thủng, nhưng mà mình bóp côn đề thì vẫn bình thường, nó không liên quan gì hết ha. Đó, để mo thì vẫn đề bình thường. Đó, nhưng mà có cái điều là mình bóp côn thì nó sáng đèn mo thôi. Đó, đó là hiện tượng là thủng và diode và bị thông. Thì nói chung nguyên lý nó cũng dễ hiểu rồi, thì mình đã giải thích anh em hết rồi. Anh em có thể có đi có lại, hoặc là mình có thể vẽ lại giấy, nhưng mình vẽ hơi xấu. Đó, thì cảm ơn anh em đã xem clip, mình hẹn anh em clip sau nha.